Làm giả lập cũng được chứ. Thực sự ra nó đưa mình lên đến 30 thôi. Hôm 30 nó được đi cao quá sợ chết. Chuẩn bị ồn tai á. Dang. Hey, I'm đi hai lần thang máy á. Máy này hiện đại ghê. I'm feeling my Eddie right now. Cái gì 30 thôi, I don't feel it. Bên Vitas cô là phải đi hai thang. That's fast. You need to look. We're getting too good. Yeah, my ears popping. Mấy đứa nước đi nó không biết làm sao ta. Oh, so smooth. Yeah. It's crazy. Okay, I'll follow you guys. Dang. Dang. It's raining. Oh wow. Rainy day in Saigon. I'm gonna do a quick walk, dude.